Và kính thưa quý vị, đặc biệt là trước cổ đường hôm nay có tất cả các câu họ cũng về trước cổ đường để chuẩn bị dâng lên tổ tiên, tuần tế bài ban để kính lễ tiên tổ, nhằm tỏ lòng tri ân tiên tổ. Và sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể là các câu họ chúng ta tập trung về trước cổ đường để chúng ta thực hiện tuần tế bài ban trong chiều hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa anh linh tiên tổ vạn vạn tuế, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc kỳ lão cao niên cùng trai dâu gái rể trong dòng họ, từ đường cảnh đẹp quê nhà hôm nay rộn ra lời ca tiếng cười, khăn nhung áo đỏ sáng ngời, chúng con nâng bước dâng lời tri ân cầu xin đức tổ thánh hiền sáng soi muôn vàn nẻo đường cho chúng con. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, hôm nay chúng con là những dâu họ có sửa tấm lễ để dâng lên tuần tế dâng hương kính tổ. Tuần dâng hương kính tổ xin phép được bắt đầu. Xin mời đoàn vào làm lễ kính tổ. Thành con thắng mi à, thắng tuần hương chúng con nguyện cầu cho dòng họ cho con cháu mãi mãi nở hoa tiếng ca ngọt ngào. Lòng thành tâm con kính dâng lên, dâng tổ hiền là con dâng tổ hiền.
đi rồi. Ca công tấu nhạc
bình thân nguyên vị. Tùy thổ khao tôi chỉ
đồng thiên à chớ đậu à hình à hương đều à về à đức tổ à dòng hương à đời đời à cắn à cao. Thank you.
hiền. Thank you.
Đoàn tộc chúng ta đã tổ chức xong tuần tế bài ban. Xin trân trọng cảm ơn
và kính mời tất cả các dòng họ chúng ta trở về khu vực nhà chú Kỷ để chuẩn bị các công việc tiếp theo trong buổi tối hôm nay.